hết ra lấy tiếp, ở kiểu như kiểu chung ruồi ấy đấy. Các phụ nữ người ta cần nhất cái sự ổn. Vâng, xin chào bác, mấy cái kia xe đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe đua Gian TCR Compact Road. Đây là mẫu xe đua dòng cuộc bên em mới về, với tông màu xanh lam, xanh da trời, xanh biển các bác nhá. Tôi thích những gam màu cho bác, những gam màu sáng. Và bây giờ xin mời các bác xuống chiếc xe. Vâng, như bác biết thì mẫu gian bên em thì rất nhiều về những dòng gian xe đua. Có những dấu mẫu xe dòng OCR thì dòng TCR này là dòng cao cấp hơn hẳn so với những mẫu OCR thông thường khác. Phiên bản TCR Compact Road dòng xe đua. Đây là màu xanh lam. Dành cho các bác ưa thích những tông màu gam màu sáng. Xe làm từ hợp kim nhôm. Tổng thể xe đánh giá là mới trên tầm 90% xe. Xe làm từ hợp kim nhôm Alu-XX SL6061 aluminum. Thì như biết thì nhôm dòng siêu nhẹ của dòng gian thì có những dòng Alu-XX thông thường. Thì đây là mẫu dòng gian cao cấp thì được làm từ hợp kim nhôm Alu-XX SL nhôm siêu nhẹ 661. Nó đè luôn trên khung gỗ nhá. Và cái mẫu phiên bản đây là mẫu phiên bản kỷ niệm của năm 1972 single. Và năm ra đời sản xuất mẫu đầu tiên của dòng gian. Hãng sản xuất gian ra đời từ năm 1972. Cổ phốt ghi đông được trang bị với cổ phốt ghi đông chính hãng của dòng Bochager. Thương hiệu đến từ Mỹ rất là cao cấp. Ghi đông xe và cọc cổ phốt của Bochager đến từ Mỹ rất là cao cấp. Xe trang bị với tay lắp chính hãng của Shimano Tiagra. Trang bị với 10 tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe. Với tay phải em được trang bị với 2 tầng đĩa chính hãng của Tiagra. Cụm phanh 3 mảnh đằng trước chính hãng của Shimano Tiagra. Càng nhôm. À đây là càng carbon đó nhá, càng carbon. Đây. Càng carbon. Thể hiển thị rũa trên càng xe luôn, càng carbon. Carbon chính hãng của gian TCR Compact. Càng carbon. May chính hãng của Shimano. May Shimano A500. Vành nhôm 2 lớp. Vành chính hãng của Shimano nguyên bản theo xe. Lốp xe. Lốp thì hơi cũ nhá. Các bác nào mua về thì em kèm theo một đôi lốp mới cho các bác. Thì lốp đã qua sử dụng rồi. Lốp này thì lốp nó hơi được cũ. Đó mà là sử dụng nhiều lần đi là nó sẽ bị hỏng. Thế mà là bác nào quan tâm thì em gửi thêm một đôi lốp mới vào trong xe luôn. Dưới gầm xe đây có mã vạch thông số chính hãng của dòng gian TCR Compact nguyên bản trong xe vẫn còn nguyên. Và chiều cao khung đứng của khung hình xe, chiều cao đứng của khung xe là size 46, tức là size S. Thích hợp các bác nào 1m6 đến 1m7. Càng carbon. Cấu hình tay lắc hai bên là đồ Shimano Tiagra. Phanh 3 mảnh trước của Tiagra nguyên bản trong xe. Sử dụng với bộ khung nhôm Alu-XX SL cao cấp nhôm 6061. Đùi đĩa chính hãng của Tiagra, Shimano Tiagra nguyên bản trong xe. Hạt đĩa cũng ở chính hãng Shimano Tiagra. Củ đề sau là củ đề chính hãng của Shimano Tiagra. Trang bị với 10 tầng lip. 10 tầng lip chính hãng với bản theo xe. Mayer vành cặp chính hãng của Shimano A500.
vành nữa là vành chính hãng của Shimano các nhá, vành A500. Và lốp sau thì em cũng thay luôn cho các bác, tại vì cái đôi lốp này nó hơi bị cũ, đó mà em cần thay đôi lốp mới cho các bác đi theo xe. Cọc yên nhôm mới bảo theo xe, yên chính hãng của Gian TCR Compact. Và bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe đây. Lên líp, xe sử dụng với 10 tầng líp chính hãng full group kia gờ ra. Xuống líp. Và sử dụng là một màu thân xuống nhá. Bên phải em sử dụng cái đùi đĩa chính hãng của TGR, gạt đĩa TGR, xuống đĩa, lên đĩa. Đây mới đã tổng thể xong cái khung hình xe bác mẫu dòng đốt đua model TCR Compact Single 51972, năm ra đời của chính hãng của Gian. Nguyên một group chính hãng của Shimano TGR, 10 tầng líp và càng chất là càng carbon. Vành sử dụng vành cặp Shimano A500. Vâng, xe giá rất tốt bên em là 11.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Vẫn là quan tâm liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Mời hẹn các bạn trường ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đây. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.